Xin kính chào quý vị. Chương trình Hòa nhịp phát triển với những thông tin được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Chương trình hôm nay 18 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý. Các địa phương trong tỉnh họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng. Đường sách Vũng Tàu đa dạng hoạt động để thu hút cộng đồng người yêu sách. Huyện Xuyên Mộc làm tốt công tác dân vận khéo. Phần thông tin địa phương sẽ mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thị ủy Phú Mỹ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống và những đóng góp to lớn của ngành kiểm tra đảng đối với công tác xây dựng đảng và phát triển đảng, nhất là tại thị xã Phú Mỹ. 24 năm kể từ khi thành lập đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng tại huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ, luôn chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, nghị quyết chỉ thị của đảng, ra sức tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nỗ lực trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nhân dịp họp mặt ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng, Thị ủy Phú Mỹ trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của đảng, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 3 cá nhân. Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tặng giấy khen cho 8 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra đảng. Tiếp theo là những ghi nhận tại huyện Đức Đỏ. Tại buổi họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy và các ban của đảng 18 tháng 10. Huyện ủy Đức Đỏ khẳng định, thời gian qua, các thế hệ cán bộ công chức văn phòng huyện ủy và các ban huyện ủy Đức Đỏ đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng, các cơ chế chính sách về đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, vận động cán bộ đảng viên nhân dân chung sức xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, xứng đáng là cơ quan tham mưu giúp việc hiệu quả, tin cậy của đảng bộ huyện và các ban trực thuộc huyện ủy. Hàng năm, văn phòng cấp ủy và các ban huyện ủy Đất Đỏ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay, văn phòng huyện ủy Đất Đỏ đã 2 lần được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Nhiều tập thể cá nhân của văn phòng huyện ủy và các ban của huyện ủy được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng nhiều kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen. Các cán bộ công chức viên chức lực lượng công an, báo cáo viên trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã tham gia hội nghị triển khai luật an ninh mạng năm 2018 do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức. Các cán bộ công chức viên chức lực lượng công an, báo cáo viên trên địa bàn huyện Đất Đỏ được cung cấp những nội dung cơ bản của luật an ninh mạng, tập trung vào vấn đề bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia, phòng ngừa xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân. Hội nghị giúp cho cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện nâng cao kiến thức pháp luật về an ninh mạng, từ đó tự giác tuân thủ, đồng thời vận động gia đình cùng nhân dân chấp hành pháp luật về an ninh mạng. Nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, qua đó thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn bảo hiểm y tế hộ gia đình tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Hôm qua, hội nghị đã diễn ra tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. Gần 100 hộ gia đình tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ được Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin những nội dung cơ bản về chế độ chính sách của luật bảo hiểm y tế, các thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng trao đổi giải đáp các vướng mắc của người dân khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chuyển tuyến điều trị và thủ tục cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế. Trên địa bàn huyện Đất Đỏ có 2 chợ hạng 2, 4 chợ hạng 3 với hơn 1.200 hộ và gần 190 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Trong 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu thương mại của huyện đạt hơn 3.800 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu thương mại của huyện Đất Đỏ tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2018, đạt hơn 3.800 tỷ đồng, là nhờ thời gian qua, huyện Đất Đỏ không ngừng đầu tư nâng cấp, cải tạo các chợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp mở rộng quy mô buôn bán kinh doanh. Song song đó, huyện tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhãn mác hàng hóa của các cơ sở hoạt động thương mại, đồng thời chú trọng kiểm định an toàn thực phẩm và việc thực hiện các quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, qua đó thúc đẩy hoạt động buôn bán kinh doanh lành mạnh, an toàn, hiệu quả. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Đất Đỏ thời gian qua. Tính từ năm 2005 đến nay,
huyện Đất Đỏ đã xây mới gần 110 căn nhà, hỗ trợ sửa chữa 62 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo với tổng kinh phí gần 4 tỷ 300 triệu đồng. Bên cạnh việc ổn định nơi ở cho đồng bào dân tộc, những năm qua, huyện Đất Đỏ chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội như lắp đặt đồng hồ điện và đồng hồ nước cho gần 250 hộ, cấp hơn 2.300 thẻ bảo hiểm y tế, cấp phát tập sách giáo khoa cho gần 2.500 học sinh dân tộc thiểu số với tổng số tiền trên 350 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí học tập cho 39 sinh viên, học viên đồng bào dân tộc đang theo học tại các trường, cao đẳng, đại học và trung học chuyên nghiệp với số tiền gần 120 triệu đồng. Những thông tin được ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu sẽ nối tiếp chương trình. Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và 8 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Phát huy truyền thống dễ dàng của phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ thành phố Vũng Tàu đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Trong những năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu vận động hội viên tham gia cuộc vận động 503 sạch, phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều phong trào mô hình được hội phụ nữ thành phố triển khai hiệu quả như chuyển giao máy móc vật dụng gia đình còn giá trị sử dụng cho phụ nữ nghèo, tuyến đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, tiết kiệm từ nguồn phân loại rác thải tái sử dụng. Năm 2018, 100% hội viên phụ nữ nghèo được hỗ trợ các nguồn vốn để phát triển kinh tế với dư nợ vốn đạt 192 tỷ đồng. Nhân dịp họp mặt Ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tặng 14 chiếc xe đạp cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Thưa quý vị, đầu năm 2018, thành phố Vũng Tàu đưa đường sách vào hoạt động, với kỳ vọng sẽ lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ, văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, đã hơn nửa năm trôi qua mà đường sách Vũng Tàu dần hết sức mờ nhạt trong lòng cả người dân địa phương và cả những người yêu sách bởi thiếu các hoạt động liên quan đến sách và gợi mở tình yêu sách. Khắc phục những hạn chế này, Ban Quản lý Đường sách Vũng Tàu phối hợp với các nhà sách tại đường sách tổ chức các hoạt động thu hút người dân đến với đường sách và kết nối mọi người với sách. Chương trình Sách với Trường học là hoạt động vừa được Ban Quản lý Đường sách triển khai và bước đầu đem đến những tín hiệu vui. Trong lịch trình ngoại khóa Tìm hiểu thành phố của em, các em học sinh trường tiểu học Song ngữ Vũng Tàu lần này có thêm điểm đến là đường sách Vũng Tàu. Tại đây, các em được tham gia các hoạt động như đố vui về sách, giới thiệu sách yêu thích, đọc sách và ghi lại những nội dung mình yêu thích, rồi sau đó thuyết trình. Hôm nay đến với đường sách thì con được chơi những trò chơi rất là bổ ích và đọc những cuốn sách rất là hay ở đường sách ạ. Con thấy rất là vui và hào hứng khi được đọc sách ạ. Con tìm được bộ sách Gieo mầm tính cách và con tìm được sách có tên là Thật Thà. Con yêu thích cái câu những người tính nết thật thà, đi đâu cũng được người ta tin dùng. Con rất thích đến đường sách tại vì mỗi khi đến đường sách con sẽ được đọc những quyển sách hay và bổ ích giúp ích cho trí não của chúng ta. Hôm nay con đến đường sách cùng với các bạn thì con thấy rất vui. Đây chính là những nội dung của chương trình Sách với Trường học do Ban Quản lý Đường sách Vũng Tàu phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố thực hiện nhằm kết nối học sinh với đường sách, kết nối các em với sách. Tùy từng lứa tuổi, đối tượng học sinh mà Ban Quản lý Đường sách tổ chức những hoạt động phù hợp như đọc sách cùng bạn, em là người kể chuyện, vẽ tranh theo sách, giới thiệu sách, giao lưu tác giả tác phẩm. Sách với Trường học cũng là hoạt động đầu tiên mở màn cho chuỗi hoạt động mà Ban Quản lý Đường sách Vũng Tàu phối hợp với các nhà sách thực hiện trong những tháng cuối năm 2018. Trước khi mà nói tới cái chuyện đọc sách hay làm cái gì đó nó to tát, sách mang tới cái gì kiến thức v.v. các thứ, chúng tôi nhấn vào một cái chuyện là anh vui với đã. Các anh em ở đường sách đã coi như là hình thành, xây dựng một cái bộ trò chơi mà chúng tôi gọi là book games. Đó là cái bước đầu thôi. Còn trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ có những cái book skills, đó là tới đây trẻ sẽ học được những cái kỹ năng khác nữa. Trải qua một thời gian mà đưa các em đi thì mình thấy là các em thích với hoạt động đến đường sách và các em thích những cuốn sách mà mình được chọn đọc. Mình nghĩ đây là một hoạt động ý nghĩa và muốn lan tỏa cái hoạt động đến với đường sách và tình yêu sách đến với tất cả các bạn học sinh ở trường Song Ngữ cũng như các bạn học sinh ở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Song song với việc đa dạng các hoạt động tại đường sách, Ban Quản lý Đường sách Vũng Tàu có kế hoạch cải tạo lại không gian các quầy sách nhằm tạo cảm giác thoải mái hơn cho người đọc. Định hướng trong thời gian tới thì bên quản lý đường sách cũng đã
trình phương án với lại ban tổng giám đốc công ty cổ phần ngôi sao biển Sài Gòn là chủ đầu tư dự án đường sắt, xin với một khoản ngân sách là gần 1 tỷ để cải tạo không gian bên trong. Cụ thể là các nhà hàng hiện tại của phương Nam thì bên sẽ triển khai theo cái hướng là dạng như một cái trạm đọc để tăng cường cái không gian đọc cho phụ huynh học sinh. Hiện tại, Ban Quản lý Đường sắt Vũng Tàu đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đưa đường sắt Vũng Tàu thành không gian văn hóa, điểm đến của người yêu sách nói riêng, người dân thành phố và du khách nói chung. Huyện Xuyên Mộc là địa phương cuối cùng được chuyển tải trong phần thông tin địa phương trưa nay. Thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy huyện Xuyên Mộc tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành kiểm tra của đảng. Tại đây, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc khẳng định, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn là cánh tay đắc lực của đảng bộ huyện trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, giúp đảng bộ huyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong 9 tháng năm 2018, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Xuyên Mộc đã tổ chức kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ đảng đối với 32 tổ chức đảng và 15 đảng viên, giám sát chuyên đề 26 đảng viên và 38 tổ chức đảng về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Qua kiểm tra giám sát, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Xuyên Mộc đã chỉ rõ ưu, khuyết điểm của từng cá nhân, đơn vị để giúp các tập thể cá nhân phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, giúp các tổ chức đảng ngăn chặn phòng ngừa vi phạm. Tại buổi họp mặt truyền thống ngày kiểm tra đảng, 5 cá nhân của huyện Xuyên Mộc được Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của đảng. Thực hiện công tác thông tin đối ngoại biển đảo năm 2018, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền biển đảo cho hơn 100 cán bộ công nhân viên chức và ngư dân 4 xã ven biển trên địa bàn huyện. Tại hội nghị tuyên truyền biển đảo năm 2018, cán bộ công nhân viên chức và ngư dân của huyện Xuyên Mộc được cung cấp những bằng chứng về việc xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quan điểm chủ trương của nhà nước trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển đảo, qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chiến lược sách lược giải quyết tranh chấp biển Đông của đảng nhà nước ta. Thưa quý vị, thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện Xuyên Mộc triển khai rộng khắp với nhiều hình thức. Nhiều mô hình dân vận khéo đã phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực, tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, huyện Xuyên Mộc có 477 mô hình dân vận khéo, trong đó mô hình dân vận khéo triển khai nhiều nhất là lĩnh vực kinh tế với 264 mô hình. Tiếp đến lĩnh vực xây dựng nông thôn mới có 107 mô hình, lĩnh vực an ninh quốc phòng có 83 mô hình. Một trong những mô hình dân vận khéo được người dân huyện Xuyên Mộc nhiệt tình hưởng ứng là mô hình vận động người dân tham gia dự án trồng tiêu bền vững triển khai từ năm 2016. Nhờ sự tuyên truyền vận động của hội nông dân nên bà con nông dân hiểu được lợi ích của dự án. Đến thời điểm này, 800 hộ nông dân Xuyên Mộc đã tham gia mô hình canh tác tiêu bền vững hướng đến xuất khẩu. Tham gia cái chương trình mà theo cái tiêu chuẩn là tiêu bền vững tiêu chuẩn SAN á thì thấy là bà con mình được đi tập huấn rất là nhiều lần, nhiều đợt, do đó cũng nắm bắt được các cái quy trình rồi cũng như các cái tiêu chí của cái bộ tiêu chí của SAN quy định á, thì nói chung ý thức của bà con của mình thì làm cây tiêu thì đã có nhiều cái thay đổi rất là rõ rệt, ví dụ từ cái quy trình trồng cho đến lúc đến khi chăm sóc rồi cũng như là thu hái, tất cả đều phải là làm đúng quy trình của tiêu chuẩn SAN đề ra, do đó thì nó cái chất lượng sản phẩm là nó thể được đảm bảo rất là nhiều so với trước đây không thực hiện chương trình này. Không chỉ lĩnh vực kinh tế, nhiều mô hình dân vận khéo còn được triển khai ở lĩnh vực xã hội, an ninh quốc phòng. Cách đây 6 tháng, con đường này nhỏ hẹp và sình lầy. Giờ đây con đường được bê tông hóa, khang trang sạch sẽ. Có được kết quả trên là nhờ sự vận động của Ban Công tác Mặt trận khu phố Phước Tiến, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc và sự đóng góp kinh phí gần 60 triệu đồng của người dân sống ở trong tuyến hẻm. Họ vận động là một phần, xong mình cũng tự nguyện để làm để cho sạch đẹp để con cháu đi. Mô hình dân vận khéo trong công tác vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
của đội phụ trách công an xã và an ninh trật tự của huyện Xuyên Mộc thực hiện từ năm 2014 và duy trì đều đặn đến nay. Từ đầu năm 2018 đến nay, người dân đã cung cấp 262 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an xác minh làm rõ 169 vụ việc. Từ tháng 3 năm 2018, Công an huyện Xuyên Mộc cũng triển khai mô hình camera giám sát an ninh trật tự tại xã Phước Thuận. 12 camera được lắp đặt với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp phần nửa. Trước hết là mình phải làm tốt công tác tuyên truyền, mà cán bộ tuyên truyền phải có tư có phẩm chất đạo đức để quần chúng tin yêu thì nói gì thì người ta cũng sẽ nghe, và vận động cái vấn đề gì thì cũng đem lại cái lợi ích thiết thực cho người dân. Các mô hình dân vận khéo đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời khích lệ nhân dân phát huy nội lực tham gia hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Minh chứng là năm 2018, toàn huyện Xuyên Mộc có thêm 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 3 xã. Công tác dân vận khéo cũng đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn và thực hiện hiệu quả các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, dù là thành phố ven biển phải chịu thời tiết khí hậu khắc nghiệt của vùng biển mặn, nhưng so với nhiều đô thị trong cả nước, thành phố Vũng Tàu luôn giữ được không gian xanh mát. Hơn thế, không ít du khách khi đến với thành phố biển còn ví Vũng Tàu như Đà Lạt thu nhỏ ở miền biển vì có nhiều sắc hoa quanh năm. Không xanh mát sao được, bởi mật độ cây xanh ở thành phố biển này trung bình là 5m² một cây xanh. Riêng khu vực nội ô sở hữu hơn 41.000 cây xanh. Điều đáng nói hơn, bên cạnh thảm xanh không ngừng được bổ sung, Vũng Tàu còn lưu giữ được nhiều cây cổ thụ trên dưới 100 tuổi với khoảng 800 cây. Nắng nóng ở biển vốn rát da, nhưng với thành phố Vũng Tàu, mùa nắng lại thoáng mát dễ chịu vì cả thành phố đã có thảm xanh che chắn, thanh lọc bớt sức nóng và hơi muối. Giữa không gian xanh mát này, trên nhiều tuyến đường của thành phố còn có điểm nhấn là hàng cây cổ thụ trên dưới 100 tuổi, với những cây lim xẹt, dầu rái, me tây, sộp, bàn, sứ, sao đen mà thân cây phải 2 đến 3 người ôm vẫn chưa kín. Cây cổ thụ cũng đã định danh cho nhiều tuyến đường như đường Lê Lợi còn được gọi là đường Hàng Me, đường Lý Thường Kiệt là đường của cây sao đen, đường Thống Nhất thì mang hình ảnh của cây xạ cừ, tuyến đường Trần Phú ven bãi trước có đại diện là bàn. Với các khu du lịch hay di tích văn hóa lịch sử trong thành phố, hệ thống cây xanh và nhất là cây cổ thụ cũng tạo nên điểm nhấn thú vị và độc đáo. Như ở khu di tích Bạch Dinh trên sườn núi lớn hay di tích Hải Đăng trên đỉnh núi nhỏ, có một tiểu lâm viên toàn là cây giá tỵ, cây sứ đến vài trăm tuổi. Tồn tại cùng thăng trầm của phố biển, nhiều cây xanh được ví như chứng nhân lịch sử. Cái tình hình ở Vũng Tàu đó thì cái vấn đề cây xanh đó là đã có từ trước rồi. Đấy, nghe người ta nói là nó trồng từ hồi Pháp cơ. Đấy, nói chung các cái tuyến đường là đều có cây xanh cả. Đấy, và sau cái thời gian sau này đấy, thì được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cũng như của tỉnh đấy, thì cũng đã tăng cường và trồng thêm rất nhiều các cái cây xanh trên các cái tuyến đường. Đấy, nhất là các cái tuyến đường trung tâm như là Nguyễn Văn Trỗi, Lê Lợi và Trần Hưng Đạo thì hiện nay là các cái cây xanh vẫn được phát triển rất là tốt. Thì lần đầu tiên tôi đến, nhưng mà với cái một cái khoảng không gian nào này kia thì thấy là trong lành và thoáng mát và để cho mình tạo một cái cảm giác là nó rất là thư thái gì đó. Thì trong các loại cây đây thì chắc đa số là cây giá tỵ và cây sứ, và tôi thấy một hai nữa là có cây dúi. Thì nói là hiện tại của tôi là người thành phố, tôi thấy là ở trong tôi là hiện tại bây giờ là những cái mảng xanh nó cũng rất là ít. Thì nếu mà để lên đây hay là như thế nào mà nhìn được những khoảng không như vậy là rất là vui. Là vùng biển khắc nghiệt, lại qua nhiều lần quy hoạch xây dựng, nhưng thành phố Vũng Tàu vẫn bảo tồn lưu giữ được hệ thống cây xanh đa dạng lâu năm. Một phần do Vũng Tàu, thời Pháp và Mỹ chiếm đóng đều là căn cứ quân sự và được chính quyền cũ chọn làm nơi nghỉ dưỡng, nên thành phố hầu như không bị đạn bom tàn phá. Thiên nhiên cũng ưu đãi cho phố biển nên ít khi có mưa bão lớn. Phần quan trọng nữa là ý thức bảo tồn mảng xanh. Dù các cấp chính quyền có quy hoạch dời đổi không gian kiến trúc thế nào thì vẫn hạn chế đến mức thấp nhất tác động đến hệ thống cây xanh có sẵn.
Thêm vào đó, các cấp chính quyền và ngành chức năng của thành phố Vũng Tàu lại rất chú trọng đầu tư chăm sóc hệ thống cây xanh, không chỉ để tạo bóng mát mà còn tạo cảnh quan môi trường. Đối với những cái cây cổ thụ có cái đường kính trên 1 mét và có cái chiều cao trên 12 mét, trong cái việc bảo tồn thì vùng phố Vũng Tàu chúng ta có những cây, ví dụ như cây me tây, xà cừ, cây dầu con rái, cây sao đen, những cái cây mà cần gần 100 năm thì chúng ta cần thực hiện bảo tồn giá trị di tích lịch sử cho thành phố để đảm bảo công tác vừa về mỹ quan du lịch và thực hiện được cái công tác đảm bảo cái màu xanh trường tồn cho thành phố. Dạo quanh thành phố Vũng Tàu, hầu như ở mọi nơi đều có cây xanh, cây cổ thụ như những linh hồn sống, nơi giữ trữ nguồn gen, điểm tựa tâm linh của con người. Tuy nhiên, sự phong phú đa dạng hệ thống cây xanh cũng tạo nhiều thách thức trong bảo dưỡng chăm sóc. Tình trạng cây xanh bị gãy đổ, bật gốc, nhất là vào mùa mưa bão tại Vũng Tàu thời gian gần đây khá phổ biến, đòi hỏi chính quyền thành phố, ngành chức năng phải có giải pháp bảo vệ chăm sóc hữu hiệu đúng mức hơn. Bởi chăm sóc bảo vệ cây xanh không chỉ là đảm bảo an toàn môi trường sống, bảo vệ lá phổi xanh của thành phố. Với thành phố Vũng Tàu, gìn giữ bảo tồn nguyên vẹn mảng xanh còn là lưu giữ không gian đặc hữu đã được nhiều thế hệ dày công xây đắp nên vị thế, một trong những đô thị xanh đẹp nhất ở miền biển của Việt Nam. Chương trình Hòa nhịp phát triển hôm nay đến đây tạm dừng. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14 giờ 50 phút, 18 giờ 30 phút và 21 giờ 50 phút trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.